Mới đây, một gia đình ở xã Cư Ê Bua, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã rơi vào bẫy của nhóm tín dụng đen phải bỏ nhà trốn nợ. Cuối tháng 5 năm 2019, cần tiền để làm ăn, chị T đi hỏi vay và được một số người chủ động gọi điện thoại đến cho vay. Sau đó, chị T đưa cho họ chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu để vay trả góp 500 triệu đồng. Nhưng thực tế, chị T được cầm tiền về rất ít vì những người này bắt chị phải chịu phí dịch vụ là 10% và trả trước 2 ngày tiền lãi. Tính từ ngày vay đến tháng 7 năm 2019, chưa đầy 2 tháng, số tiền chị T trả góp đã hơn 900 triệu đồng, hiện vẫn còn nợ khoảng 700 triệu đồng. Và một ngày là em đóng 5 triệu, đóng trong vòng 24 ngày, nhưng mà đóng tầm cỡ 11 ngày ấy, thì em phải thối lại vì em không có khả năng em đóng. Và cứ như vậy, ấy, những cái đối tượng khác trong cái băng của nó cứ gọi điện nó mời em vay và em xoay vòng trong cái băng của nó cỡ 5-6 đứa gì đó. Thì nếu mà tính tổng hết em cầm của mấy đứa nó về là 550 triệu á. Mà em đóng một ngày là 29 triệu đóng cho 4 đứa. Thì em đóng trong vòng là một tháng, khoảng 1 tháng lẻ 3 ngày. Là tới cái ngày mà em không có khả năng trả là em đi á. Với số tiền lãi mẹ để lãi con ngày càng nhiều, chị T không có khả năng tiếp tục đóng tiền lãi, mất khả năng trả nợ và nhiều lần bị đe dọa, chị T phải khóa cửa nhà bỏ trốn. Thì em khủng hoảng quá, thì phần đó thì sợ gia đình, phần thì sợ tụi nó tới nhà, rồi phiền phức là em bỏ em đi từ bữa đến giờ luôn á. Em đâu có ở nhà đâu, thì tụi nó cứ nhắn tin, nó hăm dọa là bây giờ hiện tại bây giờ thì em vẫn chưa có về được, tại vì em phải nhờ bên cơ quan chức năng làm việc. Chứ bây giờ nếu mà em về thì chắc chắn tụi nó cũng không để cho em yên được. Rồi con cái em đi học bây giờ em cũng cho kêu ông xã em là nhốt trong nhà luôn, không cho dám cho ra đường chơi luôn. Sợ là lỡ may rồi nó bắt cóc hoặc là nó làm gì đó thì mình cũng đâu có lường trước được đâu. Cũng theo phản ánh của người bị hại, những người cho vay rất tinh vi, lén lút và khủng bố tinh thần người vay rất đáng sợ.